có một phụ nữ trẻ ở Thiên Tân gọi điện cho Lưu cư sĩ, khóc lóc nài xin gặp tôi. Kể là bà bị bệnh tiểu đường đến thời kỳ cuối, thận hoàn toàn mất công năng, sinh hoạt không tự lo được. Bác sĩ nói là bà chỉ sống được khoảng 3 tháng thôi. Nhưng hiện tại đã 1 tháng trôi qua rồi. Bà thương con chỉ mới 6-7 tuổi và nói là mình không thể chết. Cầu xin tôi cứu bà. Bà kể đã xem sách báo ứng hiện đời rồi, giờ xin tôi hãy giảng nhân quả cho bà nghe. Tôi hỏi, bà tin Phật chứ? Bà đáp, dạ tin. Bà đã tin Phật, vì sao còn làm chuyện xấu? Bà nói, mình không có làm chuyện gì xấu cả. Tôi không khách sáo, gằn mạnh. Nếu bà không muốn chết, thì phải sám hối ngay những hành vi xấu thuộc về sát, đạo, dâm, vọng. Hằng ngày, bà phải kiên trì quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng. Sức có thể tụng bao nhiêu thì tụng bấy nhiêu. Tâm phải thật chí thành thì may ra có hy vọng sống. 3 ngày sau, tôi nhận điện thoại của bà. Kể là mình tụng kinh đã 3 ngày, nhưng bệnh vẫn không chuyển tốt. Và bà khẩn khoản mời tôi hãy đến nhà bà một chuyến. Khi tôi tới nhà bà, thấy rất đông người đang tụ tập đợi sẵn tại đó. Có một phụ nữ bị bệnh khoảng 34-35 tuổi đang ngồi trên giường. Tôi hỏi bệnh nhân, là bà gọi điện cho tôi phải không? Bà gật đầu. Con bà đâu? Bà chỉ vào một đứa bé đang chơi trong nhà. Tôi nói, bà xem, con bà là bé trai khôi ngô biết bao, nhưng có phải cháu thường đau bụng? Bà kinh ngạc gật đầu xác nhận, còn nói cho nó uống thuốc gì cũng không lành. Tôi bảo, nếu bệnh bà lành thì bệnh con bà mới lành. Bà hỏi, vì sao mình bị chứng tiểu đường? Tôi đáp, do bà sống tâm không lành, hành vi thủ đoạn độc ác, vật gì cũng dám giết ăn, bà còn ăn sống cả những con vật còn nhỏ, đúng không? Bà gật đầu nói đúng. Tôi bảo, thế thì bao nhiêu sinh mệnh đang sống mà bị bà làm thịt ăn, tính luôn những loài bị bà nuốt sống nữa. Hiện nay bà bị bệnh, cảm giác sợ chết thế nào, thì số loài vật từng bị bà giết ăn đó, chúng há chẳng biết sợ chết hay sao? Tôi giải thích tiếp, bà nói mình không làm việc gì xấu, vậy bà có biết không? Những loài vật này cũng có cha mẹ, con cái. Bà đã minh bạch chưa? Bà bị bệnh là do mình tự làm tự thọ, nghĩa là rất xứng đáng với nhân ác đã gieo. Có thể do tôi nói năng quá cứng cỏi, đanh thép, khiến bà khó tiếp thu nên không trả lời. Tôi cũng không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn giáo huấn bà thật nghiêm. Có lẽ do bà tạo ác quá nhiều. Tôi hỏi, có phải quan hệ giữa bà và mẹ chồng rất xấu? Bà kinh ngạc gật đầu. Tôi lại gằn mạnh từng lời, nghiêm nghị hỏi, bản thân bà không những chẳng có hiếu với bà mẹ chồng, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng bất hiếu nốt. Có phải bà thường hay cự cãi, đánh cả cha mẹ? Mấy năm rồi mà cũng không về thăm song thân. Bà khóc. Thế là tôi giảng về ân đức thâm trọng khó đáp đền của cha mẹ cho bà nghe, rồi nhắc nhở, chỉ một lỗi này thôi cũng đủ bị trời đất trừng phạt rồi. Lúc này chồng bà về tới, đó là một nam nhân tướng mạo rất tuấn tú. Tôi mời ông ngồi và hỏi, ông có muốn bệnh vợ mình được lành không? Đương nhiên là muốn rồi. Tôi lại hỏi, hai vị làm việc liên quan đến ngành nào? Bà đáp, chúng tôi không làm công xưởng chi, chỉ mở tiểu điếm mưu sinh. Tôi hỏi, vậy trong tiệm buôn bán thứ gì? Dạ, bán đủ các loại như thuốc hút, rượu, muối, vân vân, các thứ tạp hóa linh tinh. Tôi hỏi tiếp, có bán sách không? Bà đáp, có bán một ít sách cho các em nhỏ. Tôi cao giọng, nghiêm khắc nói, sao không kể còn có cả sách tình dục và băng đĩa đồ trụy nữa? Hai vợ chồng đều sững sờ, mặt đơ ra như pho tượng, chẳng nói được gì. Tôi bảo, các vị có biết hay không, mỗi một cuốn sách tình dục hoặc một băng đĩa đen sẽ hại biết bao nhiêu gia đình và con người không hả?
Có thể sẽ có nhiều người sau khi xem sách khiêu dâm Dĩa Đen này rồi thì họ sẽ bị ảnh hưởng, biến thành kẻ lưu manh, sống đời buông thả, tà gian, cưỡng hiếp, thậm chí còn rơi vào đồng tính và sinh thói tật hung dữ giết người, xem thường mạng sống đồng loại. Do vậy mà hai vị tạo tội rất lớn. Có nhận ra chưa hả? Và bị chứng tiểu đường sắp chết đây chỉ là lãnh báo nhẹ, còn báo nặng là sau khi chết rồi, bà sẽ lập tức vào địa ngục vô gián, thọ khổ, trăm ngàn vạn kiếp khó thoát ra. Giờ các vị đã nhận ra những tội ác mình phạm phải hay chưa? Tôi quay sang bảo chồng bà, ông không nên cho rằng chỉ có vợ ông bị trả báo thôi. Nếu như bà chết rồi, thì sau đó sẽ đến lượt ông. Ông là chủ gia đình, tất phải gánh vác trách nhiệm trước tiên. Không nhất thiết là ông cũng bị chứng tiểu đường, mà có thể sẽ bị bệnh, tuy khó chết nhưng không trị lành được. Nhờ ông đời trước từng là đệ tử Phật, đã tạo nhiều việc thiện, cho nên đời này mới có được dung mạo tuấn tú, tướng hảo như vậy. Con ông giờ có thiện duyên với ông mà đến, tương lai nó rất có tiền đồ. Nhưng nếu như cứ sát sinh ăn thịt, thì bệnh ông sẽ chẳng thể nào lành được. Bây giờ nếu hai vị không thể phát lộ, thốt lời chân thành, ăn năn sám hối, thệ cải tà quy chính, thì xem như tôi đã nói uổng công. Bây giờ muốn đợi mình thế nào là do các vị tự quyết định thôi. Hai vợ chồng rất kinh sợ, đồng cầu xin tôi chỉ cho họ con đường sống. Tôi bảo ông chồng, sau khi tôi đi rồi thì hãy mau mau đem các sách đĩa đồi trụy ra đốt sạch hết. Nếu còn lưu giữ dù chỉ một trang thì vợ ông ắt phải vong mạng. Toàn bộ văn hóa đồi trụy khiêu dâm bạo lực đều phải hủy. Từ nay về sau phải ăn chay triệt để, hàng ngày phải quỳ tụng kinh niệm Phật. Sau khi bệnh lành rồi cũng không được giải đãi, nếu lười biếng thì sẽ gặp khổ báo. Bốn điều thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là thuốc cực kỳ hay trị bệnh vợ ông, cần nên học thuộc. Hàng ngày phải tranh thủ lúc rảnh lo học thuộc và tụng mấy biến, y theo đó mà tu trì, lợi ích sau này hai vị sẽ thấy. Còn phải đem công đức có được hồi hướng cho những chúng sinh mình từng giết, ăn qua và phải phóng sinh, in kinh. Đừng sợ tốn tiền, phải chân thành sám hối, xin làm việc lợi ích cho chúng sinh. Nếu chịu tu sửa, làm ăn chánh đáng thì sẽ phát đạt. Từ nay trở đi, hai người phải sám hối tội, bất hiếu với cha mẹ và thành tâm sửa đổi. Phải đồng quỳ trước Phật tụng 100 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho phụ mẫu đôi bên. Nếu có điều kiện thì ấn tống kinh Đại Thừa để kết thiện duyên, ắt có thể diệt trừ tội nghiệp đã tạo. Bà ngày đó bày tỏ nỗi niềm ăn năn hối cải thống thiết, còn ông chồng lật đật đi thiêu hủy hết sách đĩa đồi trụy. Họ phát nguyện từ nay đoạn sát ăn chay, trì giới niệm Phật, thành tâm sám hối tội lỗi, xin dùng công đức tu sửa niệm Phật này hồi hướng cho chúng sinh. Trưa đó, chúng tôi dùng cơm nơi nhà lưu cư sĩ. Buổi chiều, lúc đến gặp bà nọ, mọi người hoan hỷ khi thấy khí sắc và trạng thái tinh thần bà hoàn toàn thay đổi, giống như một người khang kiện. Ai cũng vỗ tay khen. Một tuần sau, bà đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kinh ngạc bảo, thận bà đã hồi phục công năng. Một năm sau, tôi có trò chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói hiện nay mình sống rất tốt. Hơn nữa, gặp ai cũng luôn tuyên dương ca ngợi. Chính Phật Pháp đã cứu bà. Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp nhiều người tỉnh giác cải tà quy chính. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình bà được khang kiện, hạnh phúc, tu hành tinh tấn. Cuộc đời có vay có trả. Cuộc đời có trả có vay là quy luật, như không khí hít vào thì phải thở ra, còn hít vào nhưng không thở ra được, coi như chết. Bệnh nhân cảm thấy khó thở, phải nhờ máy trợ thở, nên hơi thở quý lắm, không biết thở xem như cái xác không hồn. Người cõi dương qua đời thiếu phước duyên, khi qua đời sinh về cõi âm và sống dưới hình thức khác.
nói thế giới bên kia cho dễ gọi. Thực ra vong linh không phải là người chết mà đang thực sự sống, và cũng chẳng có ai là ma, vì không thấy được vong linh nên cảm tưởng đó là ma. Thực ra ma tính là yếu tố xấu xa có mặt bên trong chúng sinh, do không tu tập nên nó phát khởi, làm chủ và lấn át nhân tính của mình. Vậy người cõi dương có thể là một con ma hay quỷ dữ đội lốt người và làm nô lệ cho các tà dục của mình. Khi vong linh biết tu tập, nghe kinh, giữ giới, kính trọng người tu hành và trả nghiệp, họ sẽ đủ phước duyên tái sinh làm người, làm chư thiên hay về cõi trời, tức là được siêu thoát. Tuy nhiên, dù sinh về cõi trời nào, họ vẫn sống trong luân hồi sinh tử, chịu đau khổ, hết tạo nghiệp rồi đến trả nghiệp, sai xưa trong tà dục mãi không thôi. Muốn thoát khỏi sự tái sinh, mình phải tu tập, tự thắp đuốc lên mà đi, không thể người khác tu mà mình đắc đạo cả. Một nhạc sĩ tài hoa Việt Nam được đề cập ở trên, khi chết sinh về cõi âm và sau bao năm chịu khổ, ông đã sinh về cõi trời. Đến khi hết phước duyên và cũng đủ phước duyên, có thể tiếp tục con đường sinh tử luân hồi của mình. Nhìn một bông hoa, có khi nó là hoa, có khi nó là rác, và dù hoa hay rác, nó đều biết cống hiến cho sự sống. Nếu mình ở cõi dương hay cõi âm, không sao cả, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi. Vấn đề là phải biết thực tập hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Trả vai là quy luật của nhân quả, tức là đã vai cái gì thì phải trả cái đó, còn vai mà không trả sẽ mắc nợ. Đến lúc thuận tiện nợ khó đòi sẽ trở thành oan gia, mình đau khổ vì vai không trả. Người táo bón rất khổ sở, ăn nhiều mà không đi cầu được, cái nợ chồng chất, bụng phồng to lớn. Mọi hiện tượng đều có cái nhân của nó, chớ sầu chớ trách ai, vui hay buồn là do mình. Vui vì mình chất chứa những yếu tố vui, buồn vì mình chất chứa những yếu tố buồn. Buồn vui do mình chọn. Đã biết cái nhân này sẽ tạo quả xấu thì đừng có làm. Biết ăn nói cọc cằn, thô sẽ mất tình bạn thì đừng có làm như vậy. Biết bơm nguyên tử cộng với tâm bạo động sẽ tạo chiến tranh thế giới thứ ba thì đừng sản xuất bơm nữa. Và hãy thực tập tâm thanh tịnh. Biết chăm sóc cha mẹ, chung thủy vợ chồng và nuôi dạy con cái nên sẽ tạo gia đình hạnh phúc và xã hội hài hòa, thì hãy làm như vậy. Biết hậu quả nghiêm trọng mà cứ làm, có phải dại dột hay không? Biết kết quả tốt đẹp mà không dám làm thì càng ngu xuẩn hơn nữa. Hãy tránh xa những nguyên nhân gây nên đau khổ và thực hành liên tục các tiền đề dẫn đến hạnh phúc. Đau khổ hay hạnh phúc là do mình, là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Đâu có ai bắt ép mình đau khổ hay hạnh phúc. Tất cả đều do mình chọn, rồi mình tìm mọi cách phân trần và đổ thừa. Ví dụ, hai người cùng làm một công việc, nhưng người A cảm thấy rất đau khổ, còn người B thì hạnh phúc vô cùng. Tại sao lại như vậy? Người A làm mãi công việc mà không được tăng lương, không được thăng tiến, nên thấy buồn, thấy thất vọng. Trong khi đó, người B hạnh phúc, thậm chí rất sung sướng vì thấy mình may mắn có việc làm trong nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng, hàng triệu người đang thất nghiệp và cả tỷ người bị đói. Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình hơn được rất nhiều người. Làm người phải biết tu tập, bằng không sẽ thật uổng phí. Nhìn người trẻ biết thực tập hạnh phúc chân thật, tôi mừng vì trong thế giới điên loạn này vẫn còn ai đó có tấm lòng, biết chấp nhận, biết hy sinh. Nếu lăn lộn trong sự ích kỷ của ham muốn tiêu thụ và ngụp lặn trong những trò chơi ảo của tà dục, mình héo hắt như một cành cây khô, thiếu nước, thiếu ánh mặt trời. Tinh thần nhiều người khô khốc và thiếu sinh lực đến nỗi họ không còn khao khát sự sống, rồi đẩy bản thân đến tận cùng của xã hội. Người như vậy tội nghiệp lắm. Nếu biết tu và kể từ khi khởi ý niệm thực tập, họ bắt đầu tiếp xúc với hạnh phúc ngay tức khắc,
không phải đợi 10 năm hay kiếp sau. Muốn hạnh phúc thì thực tập ngay bây giờ, tại sao phải đợi có thì giờ, có bạn tu, có kiếp sau? Người tu không bao giờ sợ lỗ mà rất lời, lời to nửa đằng khác. Họ đem cái lời chia chác cho mọi người và làm nơi nương tựa cho không biết bao nhiêu người. Ngày đi tu, tôi thấy mình là người may mắn bậc nhất, đi từng bước chân thảnh thơi, không bon chen, không kỳ thị. Tôi là người hạnh phúc bậc nhất, buông bỏ mọi ý niệm về đúng sai hơn thua được mất. Tôi là người an lạc bậc nhất. Cho tôi một túi vàng để đổi lấy sự căng thẳng, bất an, trầm cảm, thất vọng, tai nạn, tôi cũng không thèm. Cái mà tôi thèm nhất là làm sao sống sâu sắc trong hiện tại, tiếp xúc với thực tại cùng tột và an nhiên trong sự tao loạn. Bất cứ ai cũng có khả năng tu tập, vấn đề là mình có chịu hay không thôi. Mình mua cuốn kinh về nhưng không chịu đọc, cuốn kinh chỉ là mớ giấy lộn, đọc rồi nhưng không chịu hành, bài kinh chỉ là mớ lý thuyết suông. Hành mà không có hạnh phúc là hành sai, có hạnh phúc mà không chia sẻ thì ích kỷ quá, chia sẻ mà kiêu ngạo thì lúc đầu thỉnh cuốn kinh đó về làm gì? Thì giờ thấm thoát như tên bay, dù có nói mỏi cả miệng, mệt cả lưỡi, tan cả răng, tôi vẫn sẽ tiếp tục khuyến tấn bản thân và mọi người tu tập. Đối tượng có cơ hội thực tập nhiều nhất chính là chúng sinh, ngay quả địa cầu hay cõi ta bà. Đừng đợi sinh về cõi trời, giàu có, già cả hay khỏe mạnh mới thực tập. Đã là chúng sinh thì còn tạo nghiệp và trả nghiệp. Vậy hãy thực tập thế nào để không còn tạo nghiệp nữa, lúc đó mới mong giải thoát. Chờ đợi tha lực tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, thiên đàng hay cõi nào nghe có vẻ xa vời quá. Sao không tự tạo ra cõi cực lạc cho riêng mình? Chỉ cần nắm lấy hơi thở, quay về thực tại, nhận diện cái đang là, mình đã là một cõi Tây Phương và đem lợi lạc cho nhiều người. Một học trò trường cao đẳng Ken nói với tôi, thầy đi tu cho giỏi, mai mốt về độ tụi con. Trời, sứ mệnh của tôi to lớn vậy sao? Đừng có đợi người khác tu xong rồi mình mới tu, vì tu như thế nào mới gọi là đủ. Tu không phải là trốn chạy sự sống, mà là tiếp xúc với sự sống hay nhất. Quý vị ở trong đời có dám khẳng định mình là người sống sâu sắc nhất không? Trong đời quý vị đã bỏ qua biết bao điều màu nhiệm và hạnh phúc hay không? Khẳng định như vậy chỉ làm quý vị dính mắc và đau khổ đến nhanh như vũ bão vì kẹt vào lời tuyên bố của mình. Khi nói, làm hay nghĩ điều gì, mình phải cân nhắc thật kỹ vì mỗi hành vi đều có thể tạo nghiệp, dù thiện hay bất thiện. Muốn giải thoát, nghiệp thiện lẫn nghiệp bất thiện cũng không tham cầu vì người giải thoát không níu kéo nghiệp nữa. Điều này không có nghĩa là mình thờ ơ với nghiệp, mà ngược lại nhận biết nó một cách đơn thuần để chấp nhận chứ không hòa tan vào nó, vì thực ra có gì gọi là nghiệp đâu. Tính chân không của nghiệp nói lên điều đó, tức là vô thường, không nắm được, không kêu gọi được. Dù sao đi nữa, nghiệp thiện vẫn hay hơn nghiệp bất thiện, và mình có tiến triển hay không là nhờ vào việc hành thiện liên tục, đồng thời tránh xa, từ chối mọi lời mời tạo nghiệp bất thiện. Người không tin vào nghiệp làm bậy rất mau, không gây sợ tội lỗi và phạm giới không gớm tai. Hai loại nghiệp mình cần hiểu rõ là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là đơn phương mình tạo nghiệp và đơn phương mình trả quả. 1.000 sinh viên kinh tế tốt nghiệp ra trường nhưng chỉ có ít nhất một người làm lãnh đạo, trong khi những người còn lại chỉ làm nhân viên hay làm công cho người khác. Cộng nghiệp là một nhóm người có những nghiệp giống nhau hay tương tự nhau đã từng tạo ra đến lúc phải trả. Sóng thần, động đất, núi lửa, bão tố, lũ lụt, cháy nổ, chiến tranh xảy ra cho một nhóm người mà không xảy ra cho nhóm người khác, vì nhóm người trước đã từng tạo nghiệp bất thiện với nhau hay với người khác. Không ai có thể chạy lên mây
vào rừng sâu hay lặn xuống biển để tránh nghiệp nhân quả, vì nghiệp đi theo mình như hình với bóng, thậm chí ăn sâu vào mình nhiều hơn bóng. Người không học hành gì nhiều nhưng kính trọng tam bảo, hiểu rõ luật nhân quả và cam kết thực tập hành vi thiện, người này khôn ngoan, biết trân quý sự sống. Ngược lại, người làm chức cao vọng trọng, bằng cấp địa vị đủ thứ nhưng không dám công nhận luật nhân quả, thường xuyên tạo nghiệp bất thiện, người này dại dột và xa rời sự sống. Không nên ngồi than vãn, so đo hay phân bì vì sao người khác hưởng phước nhiều quá, còn mình suốt đời gặp rủi ro, ở hiền mà chẳng gặp lành, hay cùng một cộng đồng mà người kia sung sướng, trong khi mình lam lũ cơ cực. Tuy nhiên, với người biết tu tập thì dù rủi ro hay sung sướng vẫn thấy hạnh phúc như nhau, còn làm việc thiện để cầu mong được quả thiện, việc làm đó tầm thường thôi. Mình hưởng phước đời này vì trước đây đã tạo phước lớn, nhưng đời này chỉ biết hưởng phước, không chịu tiếp tục tạo phước, thì cái gì xài hoài cũng sẽ hết, nghiệp xấu phải trả là chuyện đương nhiên. Làm phước nhiều bao nhiêu cũng không bằng công đức tu tập, vì tu tập sẽ mang đến sự giải thoát rất mau, còn phước đức vẫn mang tính vô thường. Nhân có thể cho quả nhãn tiền hay quả đời sau. Quả nhãn tiền là nhân cho quả ngay tức khắc, còn quả đời sau là kiếp sau hay nhiều kiếp sau nữa, quả mới biểu hiện. Điều này chứng minh cho người ở hiền nhưng không gặp lành, vì hiện tại đang trả nghiệp xấu. Ở hiền là nhân mới, nhưng lâu sau mới có quả. Dù vậy, ngay lúc ở hiền, người đã có hạnh phúc, không đợi đến đời sau. Chỉ có điều người đang chìm đắm trong đau khổ nên không biết mình đang hạnh phúc và nhờ ở hiền nên quả xấu giảm đi mức độ ít nhiều. Nghiệp tạo ra thế giới này nên cái mình suy nghĩ, hành động hay nói ra tạo ra cả thế giới. Mình là một thế giới hay một vũ trụ, mình kiến tạo thế giới hay vũ trụ của mình. Nếu mình tầm bậy, thế giới của mình là thế giới tầm bậy. Nếu mình đàng hoàng, thế giới của mình là thế giới đàng hoàng. Có thể người khác nhìn thấy hành động và nghe lời nói của mình, nhưng khó mà đọc được suy nghĩ. Nhưng nhìn vào hành động và lời nói, họ biết mình suy nghĩ cái gì. Vì vậy, phải cẩn trọng hết sức, kể cả suy nghĩ. Chỉ mới suy nghĩ hay tính toán thôi, chưa hành động, chưa nói gì, mình đã tạo nghiệp rồi. Suy nghĩ thiện, tạo nghiệp thiện. Suy nghĩ bất thiện, tạo nghiệp bất thiện. Và chẳng suy nghĩ gì thì nghiệp không tạo. Chẳng suy nghĩ không có nghĩa là trống không, mà biết rõ mình đang suy nghĩ điều gì, ý thức rõ tình trạng của suy nghĩ, không để cho nó kéo đi. Nhận thức về nghiệp có thể khác nhau, nhưng bản chất của nghiệp không hề khác nhau, và bản chất của nó là không. Chẳng có gì gọi là nghiệp cả, chỉ vì con người đặt tên cho nó chữ nghiệp mà thôi. Nhưng nếu lý giải người này khác người kia là vì nghiệp của họ khác nhau, nếu trả hết nghiệp và không tạo nghiệp mới, có phải mọi loài đều giống nhau, đều cùng một bản thể hay không? Không biết nghiệp, không tin nhân quả nghiệp báo, người sẽ sống hấp tấp, vội vã, không ghê sợ tội lỗi, sẵn sàng sống hưởng thụ và tiêu diệt ngay đồng loại của mình. Luật nhân quả không do Đức Phật hay đấng thần linh nào đặt ra, mà là quy luật tự nhiên của vũ trụ, Đức Phật chỉ là người khám phá ra mà thôi. Con người có nhân duyên nên mới gặp nhau, như trước đây đã gieo nhân thì bây giờ phải gặp quả. Mình là con của cha mẹ, sinh ra ở Việt Nam, nói tiếng Việt, gặp gỡ người này người kia đâu phải do mình chọn, do Chúa hay đấng thần linh nào sắp đặt đâu. Tất cả đều nhân duyên định sẵn. Như nước gặp sức nóng và bốc hơi, gặp sức lạnh thì đóng băng. Nếu nói do mình sắp đặt thì khi bị bệnh, mình kêu thân thể đừng bệnh nữa có được không? Hay là đang nói tiếng Việt, mình bảo thôi đừng nói tiếng Việt nữa, nói tiếng Pháp đi, chắc không được. Muốn nói tiếng Pháp phải đi học tiếng Pháp, tức là cung cấp điều kiện đầy đủ, mình mới nói tiếng Pháp được. Khi còn duyên với nhau, mình sống chung, học chung, làm việc chung,
nhưng khi hết duyên, mình không gặp gỡ nhau nữa. Người sống nơi môi trường trong lành vì từng có duyên với môi trường trong lành, tức là đã từng biết trồng cây, bảo vệ động vật, chăm sóc hoa cỏ, giữ gìn nguồn nước, đối xử thân thiện với thiên nhiên. Cái duyên này khiến họ đi đâu cũng gặp môi trường thuận lợi. Chuyển nhà, xây nhà hay đi du lịch đều đến được nơi an toàn, khí hậu mát mẻ, hoa nở chim hót, và gặp gỡ hay sống chung với những người có quan điểm bảo vệ môi trường như mình. Còn người chỉ lo khai thác, xâm chiếm, tàn hại hay gây ô nhiễm, họ sẽ tạo cái duyên ô nhiễm. Cái duyên này khiến họ sống trong môi trường ô nhiễm, lục lội, đi đâu cũng gặp phải cảnh hôi thối, sống chung với những người chỉ biết gây thêm tình trạng ô nhiễm. Cái gọi là duyên đó không ai ban phát cho, mà do mình tạo ra, dính vào nên thường xuyên bị điều đó ám ảnh, bao vây và chôn chặt. Mình mong gặp người thương, nhưng người ấy cứ mãi xa lánh hay tránh mặt mình. Thực ra đó là do điều kiện chưa đủ để thấy nhau mà thôi. Lớp học có 40 học sinh đều nghe cô giáo dạy về bài Tây Tiến, nhưng chắc chắn 40 cái đầu sẽ hiểu bài ở mức độ khác nhau. Đơn giản vì họ có hoàn cảnh khác nhau nên điều kiện am hiểu cũng khác nhau. Tuy vậy, họ có duyên là cùng học một lớp, cùng trường, cùng cô giáo, cùng học một bài. Vậy khi còn gặp gỡ thì hãy trân quý sự có mặt của nhau. Có mối liên hệ huyết thống không có nghĩa mắc nợ hay trả nợ, mà thực tập thương yêu hết lòng. Người trẻ có dự án hay bạn bè riêng quên đi sự có mặt của cha mẹ. Đến khi cha mẹ mất rồi mới cảm thấy hối tiếc và đau khổ. Người lớn lo công danh sự nghiệp, đằng đẵng tháng ngày, quên bẵng mình đang có những đứa con thơ. Đến khi sực nhớ thì chúng đã đi theo băng đảng hay lạc vào thế giới ảo. Khi ngồi ăn cơm, mình xem tivi, đọc báo, nghe nhạc hay nói chuyện điện thoại, bỏ mặc người thương bên cạnh. Lúc họ bất thình lình ra đi thì tự trách mình hồi đó sao lại nông nổi, rồi ngồi than vãn bằng những câu bắt đầu bằng phải chi. Thường xuyên có mặt cho người thương, hỏi han, chăm sóc, gọi tên người ấy, lắng nghe và chia sẻ. Đừng có đợi ngày mai, bởi vì ngày mai người ấy không còn nữa, người ấy đi xa rồi. Chúng sinh đều có Phật tính, người người vốn đủ thần thông. Do danh lợi làm mờ trí, tâm bị vô minh ngăn che, y Phật thuyết pháp tu hành, trí huệ tự nhiên hồi phục. Giống như mặt trời vừa lên, si ám tự nhiên tan hết. Nếu không trì giới, dù tu định huệ cũng chẳng phải cứu cánh. Cho dù bạn tĩnh tọa chế tâm một chỗ, đạt được quỷ thông, nhưng đó chỉ là quả của nhân duyên đời trước mà thôi. Nếu bạn còn tham đắm tài sắc danh lợi, thì những sư phụ pháp lữ đời trước của bạn và chư hộ pháp quỷ thần cũng không đến giúp bạn. Bởi vì họ hiểu nhân quả. Nếu bạn bội lìa chính đạo mà họ lại giúp bạn, thì khác nào tự hủy hoại đạo nghiệp của chính họ. Một chút thần thông cũng không luôn. Có thần thông thì cần phải dùng đức dưỡng đạo, xu hướng thuần thiện mới có thể tương trợ giúp người. Thần thông trí tuệ nhờ trì giới tu hành mà phát, nên khi khóa độ người, hễ dựng sao là thấy bóng, thu kết quả mau. Trong Đại Thừa Du Già Bồ Tát Giới có quy định rõ, nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới, luật nghi, thành tựu đủ các thần thông biến hóa, nơi cần khủng bố thì khủng bố, chỗ cần nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Nếu mình không có thần thông, lại ganh ghét phỉ báng người có thần thông, lên án nói họ là ma gá nhập, tức tạo tội làm chứng người tu. Thế nhưng nếu sở hữu thần thông thì tuyệt chẳng được dùng nó để biểu diễn, mong gạt tài, lừa sắc và khoe khoang với người. Nếu làm vậy sẽ lạc vào cõi thấp đáng thương. Ngày đây ta có thể hiểu rõ, vào khoảng thập niên 80 tại Trung Quốc, xuất hiện những đại sư khí công thu tiền thì biết đó là không ổn. Người tu hành tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện. Nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông.
Vì thần thông cần có chính tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích, không gây hại. Do tham sân si lục thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp nạp sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp mà tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lại vì ngu si tinh thọ tà sư, không giữ giới Phật, uống rượu ăn thịt, các thứ hành tỏi vân vân, không cho người thâm nhập tín nguyện hạnh, còn làm hại tới an ninh đoàn kết quốc gia. Lại có các tà giáo phản đối Phật giáo, làm loạn mọi người, rủ rê nhiều người mê muội chạy theo. Những tà giáo này không những bị quốc gia cấm chỉ, nhân dân phỉ nhổ, mà người truyền bá điều tà chết rồi sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục. Xin xem trong Kinh Lăng Nghiêm có 50 loại ấm ma, và nơi mục tứ trọng thanh tịnh minh hối sẽ rõ. Từ mấy ngàn năm trước Phật từng thuyết giảng qua, cho nên phải thâm nhập kinh tạng mới khai phát trí huệ. Đã không trì giới mà còn tự cho mình hay, cho rằng mình có quyền chế đổi giới luật, mặc tình sửa kinh điển Phật thuyết, làm vậy là phạm tội cực nặng. Người theo tà thuyết là tự đi trên đường lao xuống vực, phải mau hồi đầu. Nếu người tu hành không đúng pháp sẽ gặp vô lượng phiền não, làm chướng ngại đường tu của mình. Lời Phật dạy chữ chữ đều là chân lý, bất kể có trải qua ngàn vạn năm đều không thể cải sửa nửa từ. Nếu cứ nhấn mạnh do thời đại bất đồng nên cần phải sửa đổi giới luật Phật chế, thì kiểu lập luận này khác nào phỉ báng Phật dạy lỗi thời. Đây tức là ma thuyết, tuyệt đối không nên nhẹ dạ tin theo. Lại có nhiều người không minh lý, tung lắm thuyết hồ đồ, chẳng hạn như nói, tầng trên nhà mình có người ở thì không được thờ Phật. Phải hiểu là, cho dù bạn ngủ tại tầng chót bẹt của chung cư, phía trên có ngàn tầng, thì cũng phải thờ Phật. Bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tít trên nữa còn có trụ xứ của chư thiên. Lại có người bảo, buổi tối không nên tụng kinh Địa Tạng, vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới dễ nhưng tiễn đi khó, vân vân. Còn có thuyết khẳng định chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào khoảng 3 đến 5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói tụng kinh mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, vân vân. Quả thật là có vô số những tà lý tà thuyết do người hồ đồ nói sằng tung bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người tụng kinh niệm chú. Quý vị sơ cơ đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật Pháp như thế, cần nên chỉnh lý và tự mình phải sáng trí khéo phân biệt. Ngài Tuyên Hóa từng nói, kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả. Hơn nữa, khi người giữ ngũ giới tụng kinh, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh tin Phật Pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết Pháp là để gian thòng lọng làm hại người sao? Tôi học Phật đã 20 năm đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh niệm chú. Hơn nữa tôi tụng kinh Địa Tạng mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt. Vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý sẽ thu được lợi ích. Nương Phật lực gia trì nên nghe kinh rồi thì họ được ly khổ, đắc lạc, đầu thai cõi thiện. Vì vậy họ tri ân không hết, sao có thể làm hại chúng ta chứ? Còn có Vi Đà Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ cùng hộ pháp Thần Dương, chư quỷ thần thể đều đang bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán hay quỷ vương ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần. Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vị cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi. Tu hành quý ở chỗ, trì chí bền tâm, không nên nôn nóng muốn mau đạt hiệu quả. Chẳng hạn như tụng kinh mới nửa quyển hay vài ngày thì đã nôn nóng, mong có cảm ứng liền. Đây là tính tham lam ích kỷ nên loại trừ. Sám văn.
lại từ vô thỉ đến nay, không hay tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, không tu hết thảy pháp trợ bồ đề. Vì thế nên không có trí huệ, làm chướng bồ đề tâm, bồ đề nguyện, bồ đề hạnh. Ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: bố thí có ba loại, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Dùng tâm thành từ bi giúp người, cho dù bố thí rất nhỏ, cũng có phúc báo lớn. Vào năm 1990, ở Thiên Tân, có một thanh niên trúng số đến mấy vạn, làm chấn động vùng này một thời. Đài truyền hình còn làm một màn phỏng vấn đặc biệt. Té ra mấy năm trước, anh từng gặp một cô bé ăn xin, gầy ốm, dơ xương, y phục lam lũ, động lòng xót thương nên đã vét hết số tiền 2 đồng hiện có trên mình cho cô bé. Chính nhờ 2 đồng bố thí này mà anh chiêu cảm phúc báo trúng số lớn hiện tại. Điều này chứng minh giúp người thực tế là giúp mình. Nhân nhỏ mà quả to như thế này Phật cũng đã từng kể cho chúng ta nghe. Qua câu chuyện này chúng ta phải hiểu, những người chuyên mưu sinh bằng cách cướp giật tiền của người, tức là đã gieo nhân nghèo thiếu bần cùng vĩnh viễn. Nếu họ trả báo nhẹ thì cũng tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà bị sinh làm tôi tớ hoặc súc sinh để trả nợ. Kẻ được giàu sang là do gieo nhân bố thí, nhưng bố thí không phải là độc quyền của người giàu. Công đức không quyết định nơi tiền của nhiều ít mà ở chỗ phát tâm. Cho nên chiếu theo điều trên, kẻ nghèo hèn vẫn có thể bố thí tu phúc. Trong Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ kể rằng, kẻ nghèo thiếu mà tiết kiệm nhín nhúc bố thí, phúc báo về sau thu được vô lượng vô biên. Thí như thời quá khứ, có một quốc vương thiết tiệc cúng dường Phật và chúng tăng. Lúc đó có một bà lão nghèo tùy hỷ đóng góp vào ít lạng đậu. Phật nói bà già nghèo này thu được phúc nhiều hơn quốc vương bởi vì bà dốc hết toàn lực. Năm 2007, tạp chí Độc Giả số 15 đã đăng một bài "Làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm" và tường thuật rõ câu chuyện có thật như sau. Ngày 16 tháng 2 năm 2007, vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vì muốn giúp trẻ em phi châu bần khốn nên tổ chức dạ tiệc từ thiện tại trang viên. Khách được mời tham gia toàn là những phú thương nổi tiếng. Có một bà nọ không được mời lại dẫn theo một bé gái xin vào tham dự đóng góp. Nhưng khi họ vừa đến cổng thì bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Thế là bé gái tên Lucy liền đưa số tiền của em cho bảo vệ, nhờ anh chuyển giao giùm và nói làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Thế thì việc làm xuất phát từ trái tim thuần khiết như vậy có xứng đáng được mời vào tham gia dạ yến từ thiện của đám cự phú giàu sang không? Ông Buffet Special nghe được lập tức mời bà nọ cùng bé gái vào tham dự. Kết quả, nhân vật chính của tiệc từ thiện đêm đó không phải là ngài tổ chức, cũng không phải là ngài Buffet Special đã đóng góp 3 triệu đô la, cũng không phải là ngài Lai Chiu đã bỏ ra 8 triệu đô la, mà chính là em bé Lucy, cho dù em chỉ đóng góp vỏn vẹn có 32 đô 25 xu. Nhưng em đã vinh dự nhận được tràng pháo tay vang dội làm chấn động cả hội trường. Và câu nói chủ chốt của đêm yến tiệc đó cũng chính là câu tuyên bố bất hủ: từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Hôm sau, giới truyền thông Mỹ Quốc xôn xao, đồng lấy câu tuyên bố này làm tựa chính và cho đăng tải tường thuật toàn bộ câu chuyện đã xảy ra nơi buổi dạ tiệc từ thiện. Sau khi xem báo xong, nhiều người dân cũng xôn xao xin đóng góp cho trẻ em nghèo Phi Châu. Xem qua câu chuyện này rồi, là đệ tử Phật, chúng ta có thể khẳng định, giống như bà lão nghèo trong kinh Phật, tại buổi dạ tiệc từ thiện đó, bé Lucy đã đóng góp toàn bộ số tiền dành dụm của em, nên ngày đêm đó đã thu hoạch phúc báo vô lượng vô biên, vượt qua các nhà cự phú nổi tiếng từng hiến tặng hàng triệu đô la kết xù. Sám dân. Nếu làm được chút việc thiện gì liền nói: ta làm, ta biết thực hành, người khác thì không. Tâm sinh cao ngạo, xem mục hạ vô nhân,
thấy quanh mình không có ai đáng để mắt tới, tự xét ngẫm nghĩ, thật đáng xấu hổ. Giải thích: nếu chân thành nghĩ đến những tội mình đã tạo ra như Sám Văn đã nói, thực lòng ăn năn, chân thành thẹn hổ mới gọi là sám, chứ không phải chỉ đọc văn sám suông. Nếu cứ đọc suông cho đủ số thì xem như sám mà không phải sám, chẳng thể phát huy tác dụng diệt tội. Đã sám tội quá khứ của mình, còn phải nhìn thấy ánh sáng quang minh nơi tâm, hoan hỷ bố thí cho chúng sinh. Nguyện chúng sinh đều có thể bỏ tối về sáng, thân cận tam bảo, tự thanh tịnh bản tâm, tự tăng ích lợi, nhân quả báo ứng không sai mãi mai. Các tội lớn lỗi nhỏ thảy đều có báo ứng, không thể che giấu dối lừa, vì vậy bắt buộc phải sám hối trừ sạch. Sám Văn: đại chúng chớ nói, tôi không có tội gì, mà đã không tội thì đâu cần sám hối. Nếu có ý này, xin hãy từ bỏ ngay, bởi vì chính những lầm lỗi sơ sót nhỏ nếu gộp lại sẽ thành tội lớn. Một khi phẫn hận, sân si khởi lên, quân lâu thành thói quen khó sửa, chẳng nên buông thả tâm ý, để niệm chạy cuồng mà không điều phục. Nếu khéo nhẫn nhịn điều phục tâm thì phiền não có thể trừ, nếu cứ giải đãi lười biếng buông lung thì chẳng cứu được. Giải thích: bất kỳ ai cũng không nên nói, tôi chẳng có tội gì, đâu cần phải sám hối. Cho dù là người ưu tú nhất thế gian, thậm chí là người không làm ác, chuyên làm lành trong đời này, cũng không bảo đảm là đời trước hoặc nhiều kiếp trước nữa mình chưa từng tạo vô số nghiệp ác, sát, đạo, dâm, vọng. Không ai có thể nói, tôi không có tội, đâu cần sám hối. Ngày thường không để ý lưu tâm là bất chợt sẽ phát ngôn bừa, tạo thành lỗi. Nếu không kịp tỉnh, sửa lỗi ngay thì đã cấu thành tội ác khẩu. Lần đầu tham chút lợi nhỏ, lấy của người mà chẳng nhận ra đó là lỗi, do thường tham lợi nhỏ. Tật này tích tiểu thành đa, lâu ngày tội nhỏ quá lớn, biến thành kẻ đại ác. Ni Diệu Hân. Năm 2004, tôi và cư sĩ Quả Năng đi đến am Pháp Hoa. Lúc tôi đang giảng trên đại điện, bỗng thấy một nữ cư sĩ dìu một sư ni khoảng 40 tuổi tiến vào đại điện. Vị sư này chân trái không nhấc lên để bước qua bậc cửa được, nên cô Phật tử phải dùng hai tay phủ nhấc chân ni lên đưa giúp vào đại điện. Ngay khi đó, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng có dông một con rắn to đang quấn chặt quanh chân trái sư ni này. Đợi đến lúc sư hỏi nguyên nhân căn bệnh của mình, tôi liền chất vấn: trước khi xuất gia, bà có giết qua nhiều rắn hay không? Trong số đó có một con rắn to. Tôi dùng hai tay miêu tả độ dài ngắn của con rắn. Bà lập tức nói: trước khi xuất gia, tôi làm công tại tiệm ăn, từng giết rất nhiều loài vật. Trong số đó có một con rắn to. Sau khi xuất gia rồi, tôi cũng đã sám hối trước Phật. Tôi giải thích: con rắn này là xà dương. Đời quá khứ nó cũng từng xuất gia tu hành, do tâm sân nặng mà bị đọa làm vua rắn. Xin bà hãy vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để siêu độ, cầu cho nó xin làm người trở lại xuất gia tu đạo. Và tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng giúp đỡ nó. Rồi tôi dặn dò: 9 giờ tối nay khi bà tỉnh tọa, hãy vì xà dương niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, khoảng nửa tiếng là được. Tôi và Quả Năng cũng sẽ phụ giúp bà siêu độ xà dương cho thành công. 7 bộ kinh Địa Tạng này bắt buộc bà phải tụng xong trong 3 ngày, tụng càng nhiều càng tốt. Tối đến khi tỉnh tọa, tôi giảng yếu nghĩa tâm kinh cho vong linh xà dương nghe,
và khuyên nó nên buông bỏ tâm sân hận, vì làm vậy chính là tạo công đức, tức khắc sẽ được đầu sinh nhân gian trở lại tu hành. Xà Dương vâng lời. Thế là nó liền đi đầu thai, sinh vào một nhà phú quý, là một bé trai. Tôi quan sát, thấy đến năm 17 tuổi thì nó sẽ đến thiên đài xuất gia làm tăng. Hôm sau, lúc tôi và Quả Năng dùng cơm sáng, vị sư ni đến cảm tạ và nói cái chân đau đã lành rồi. Tôi nhắc bà phải tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng để gia tăng thêm phúc báo cho bé trai kia ở nhân gian. Hôm ấy, giảng pháp sáng xong, tôi nghĩ dùng cơm trưa xong thì giảng tiếp đến 4 giờ rưỡi chiều, rồi đợi cư sĩ Ninh Ba lái xe đến đón về. Nhưng khoảng 4 giờ chiều thì vị sư ni kia đột nhiên đứng dậy, chạy tới trước tôi la lớn: "Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi." Rồi bà đứng tại đại điện, dung dãy tay áo tràng, quơ tay múa chân. Lúc đó các cư sĩ trong điện đều rời chỗ ngồi đứng dậy dây sư niệm. Tôi thỉnh mọi người hãy vì sư niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng tôi vẫn đứng giữa điện, vừa trì chú đại bi, vừa quan sát để tìm xem là linh thức nào đang gá vào thân bà. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhìn ra là vong linh nào đang đến đòi nợ vị ni kia, đành phải cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Đột nhiên vị ni đang quơ tay múa chân kia bỗng té nhào xuống, nằm sóng xoài trên đất, chân trái duỗi ra, chân phải cong lại. Trong chớp mắt, tôi nhận ra hình dạng này giống y như hình hài một cô gái bị té lầu chết. Lúc đó tôi rất bàng, lòng thật sự lo âu vì tình huống phát sinh bất ngờ này. Nhưng niệm ưu tư này trong chớp mắt đã tan biến, bởi tôi chắc rằng Phật, Bồ Tát tuyệt không hề ngồi nhìn mà bất quản, nhất định các ngài sẽ từ bi gia hộ. Khi đó, mọi người niệm Phật gian rền đại điện, chú đại bi lại về trong tâm tôi. Tôi tin chắc vị sư này không thể chết đi. Cho dù sắc diện bà đã chuyển sang sắc tối đen cực kỳ u ám, trong suốt 10 phút, vị sư không hề động đậy. Tôi cảm thấy đại chúng cũng đang lo âu cho sự sống chết của bà. Nhưng do tôi cứ đứng yên chắp tay trong đại điện, nên mọi người cũng an lòng, bình tĩnh niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đột nhiên, vị ni kia lồm cồm đứng dậy, hai tay chắp lại đi về phía tôi, miệng lớn tiếng rên rỉ: "Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi." Tôi thầm cảm tạ Phật lực gia trì, khẽ hỏi: "Ngươi là ai?" Vong linh đáp: "Tôi là một cô gái 22 tuổi. Nguyên là có 2 nam nhân muốn cưới tôi, nhưng hắn chỉ tiền thân vị ni này kiếp trước là nam. Vì muốn chiếm đoạt tôi, cho nên đã lừa tôi lên lầu, giở trò xâm hại vô lễ. Nhưng tôi kiên quyết không thuận theo, vì không được thỏa mãn thú tính, nên hắn đã xô tôi té lầu mà chết. Lúc đó, oan hồn của tôi một mực đeo theo hắn, rất muốn báo thù, muốn giết hắn chết. Nhưng do hắn còn phúc báo quá lớn, nên tôi không thể tiếp cận làm hại được. Mãi đến sau này, khi hắn chết đi rồi thì đầu thai làm nữ nhân, song tôi vẫn chưa thể tiếp cận báo thù được. Rồi đến khi hắn vào làm ở tiệm ăn, tạo đại sát nghiệp, tự tàn phá phúc báo của mình, khiến phúc thọ bị giảm đi, thì xem như tôi đã có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng mà đột nhiên hắn lại xuất gia, vì vậy mà ngay trong đời này của hắn, tôi vẫn chưa báo được cựu thù. Suốt 2 ngày nay tôi đã được nghe ngài thuyết pháp, nên cũng minh bạch lý nhân quả. Tôi thầm nghĩ, đời trước hắn hại tôi chết, ắt là có nguyên nhân khuất tất trước đó nữa. Biết đâu tôi cũng đã từng hại chết hắn. Nếu như bây giờ tôi báo thù, thì oan oan tương báo sẽ tiếp nối tái diễn không bao giờ dứt. Thế thì tôi sẽ thống khổ hết chỗ nói. Vì vậy mà tôi không còn muốn báo thù hắn nữa,
cầu xin ngài hãy chỉ cho tôi con đường sáng để đi. Dù nạn nhân trình bày, lời nói không được rõ ràng, nhưng tôi rất hiểu. Oan hồn cô gái này đã hỷ xả, chịu buông bỏ quán thù, phát tâm muốn quy y Phật. Thế nên tôi bảo, nơi này gần Phổ Đà, cô hãy đến đó bái Bồ Tát Quan Âm làm thầy mà tu hành nha. Tôi nói xong, liền thấy sư ni thần thái khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn ẩn hiện vẻ phấn khởi mừng vui của vong linh. Mấy vị nữ cư sĩ liền dìu bà vào liêu phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cư sĩ Ninh Ba thúc tôi khởi hành. Lúc tôi chuẩn bị lên xe, bỗng nghe có tiếng gọi to. Ngài Quả Khanh, xin hãy đợi một chút. Tôi quay đầu nhìn, thấy sư ni hồi nãy hình dáng giống như cô gái trẻ tuổi bước ra, tiến đến trước tôi quỳ xuống bậc thềm biểu thị lòng cảm tạ. Tôi bảo, đó là nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi gia hộ, chúng ta nên làm đệ tử ngoan của Bồ Tát, ngài lúc nào cũng gia hộ cho các Phật tử. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắc nhở, nếu tâm sinh khởi chút ý hận, cho dù là trong khoảnh khắc, cũng sẽ huân thành tập quán xấu, vì vậy phải lo tu chỉnh, sửa sai ngay. Không nên dung dưỡng chút lỗi nhỏ nào, cần cảnh giác trong từng khởi tâm động niệm. Lúc nào cũng phải luôn đề tỉnh, giữ chánh niệm, tăng gia quán chiếu, tập tu hạnh nhẫn. Được vậy mới không sinh phiền não, mà còn tăng thêm công phu tu cho bản thân. Sám văn. Xin đại chúng hãy lắng nghe kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Địa Ngục dạy. Ngày nọ, Phật đang ở nơi núi Kỳ Xà Quật, thành Dương Xá, cùng với chư đại Bồ Tát, chư Thanh Văn và quyến thuộc của các ngài, cùng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, chư thiên, quỷ thần, thảy đều đến dự hội. Lúc đó Bồ Tát tính tướng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay có đủ các loài chúng sinh, sang, hèn, giàu, nghèo, có cả các chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ nghe Phật thuyết pháp, cảm thấy hạnh phúc, như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Lúc này Phật quán sát thấy thời cơ đã đến, liền phóng đạo hào quang trắng giữa đôi mày, soi khắp mười phương vô lượng thế giới. Ngay lúc đó địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an. Tất cả chúng sinh đang thọ tội, nương theo ánh sáng quang minh của Phật mà tới, nhiễu quanh Phật bảy vòng, thành tâm lễ bái, thỉnh Phật thuyết pháp, và nhờ đây mà được giải thoát. Giải thích. Tôi xin phụ giải cho đoạn mô tả. Lúc Phật phóng quang giảng pháp thì địa ngục ngưng hành hình, thống khổ quá an. Bằng câu chuyện sau đây. Năm 1990, sau khi cả nhà tôi ăn chay niệm Phật rồi, toàn gia pháp hỷ sung mãn. Đúng là hạnh phúc như con thơ gặp mẹ, như bệnh được lành, như lạnh được áo, như tối được đuốc. Chỉ cần vừa về đến nhà, nếu không tụng kinh thì tôi trì chú. Hơn nữa, gặp ai đến thăm nhà, tôi luôn khuyên họ giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tập tĩnh tọa, để khai mở trí tuệ. Trong thời gian chưa đầy 6 tháng, nhiều người khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ, tính ra có hơn mấy mươi vị. Nhưng mấy tháng sau, lúc tôi gặp lại họ, thì đại đa số năng lực này đều bị mất hết, bởi do họ không thể giữ giới, chẳng bỏ được rượu thịt. Kinh Kim Cang nói: Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tôi kể câu chuyện dưới đây, ngoài việc chứng minh cho cảnh trong kinh đã thuyết ra, tuyệt không có ý xúi người học Phật đắm chấp hình tướng, mê cầu thần thông quyền diệu. Thực lòng tôi kể chuyện này là chỉ muốn giúp mọi người hiểu rõ nhân quả, tăng thêm tín tâm, tinh tấn tu hành mà thôi.
Nên nhớ rằng người chân chính học Phật phải luôn luôn dụng công tu, thường điều phục tâm, nghiêm trì giới luật, chí thành sám lỗi, sửa sai, tối kỵ ham mê thần thông, ngoài tâm cầu pháp. Tiểu Phí. Có một thanh niên tên Tiểu Phí, sau khi tôi khuyên y dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tập tĩnh tọa rồi, thì chưa đầy mấy ngày, y đã đạt được một số năng lực di diệu. Một hôm y đến nhà chất vấn tôi. Ngài nói tụng chú Đại Bi, quy cảm thiên địa hả? Nhưng hằng ngày, sáng nào tôi cũng đều tụng 10 biến chú Đại Bi, song chẳng thấy hiện tướng lành gì ráo, chỉ thấy quỷ thần qua đường ngó tôi, nửa mắt mà thôi, việc này là sao vậy? Lúc đó Quả Đạt, con trai của tôi 15 tuổi cũng đang ở đó. Thế là tôi bảo cả hai. Bây giờ tôi tụng chú Đại Bi, Tiểu Phí thì lo nhìn cảm ứng trên trời, còn Quả Đạt thì theo dõi cảm ứng nơi địa ngục nhé. Căn dặn xong, tôi liền ngồi khoanh chân, gõ mõ chuông. Lúc đó tôi còn rất chấp tướng, thực ra chẳng cần như vậy, và bắt đầu tụng chú Đại Bi. Tôi tụng chưa được mấy câu thì chợt nghe tiếng Tiểu Phi khóc nức nở bên tai. Sau khi tụng xong, tôi hỏi y: "Vì sao mà khóc vậy?" Y đáp: "Ngài vừa gõ chuông thì tôi thấy có rất nhiều thiên nhân, quỷ thần tụ hội. Ngài vừa đọc chú lên thì có rất nhiều thiên chúng đồng quỳ xuống chắp tay nghe. Có lúc họ đứng chắp tay nghe, còn có hai con rồng đang bay cũng đáp xuống, nằm trên đất lắng nghe. Ngài tụng xong rồi thì tất cả đều hành lễ mà đi. Tôi chấn động quá nên bật khóc." Quả Đạt thì kể trong lúc tôi tụng chú, nơi địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trừng tội. Toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó chắp tay hướng lên nghe chú Đại Bi. Tụng chú xong thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi, người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn. Nghe họ kể, tự nhiên tâm tư tôi cao hứng, thế là tôi bảo Tiểu Phí: "Giữ giới chẳng phải chỉ là không sát sinh, không ăn thịt, mà còn phải không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, thành thật sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ nữa. Hễ bạn càng tinh tấn chỉnh sửa tật tánh mình, thì âm thanh tụng chú biến chuyển càng gian xa, và chúng sinh đến nghe kinh càng đông. Tụng kinh là như vậy đó. Tụng chú là nương sức mạnh của chú làm tiêu tội nghiệp. Quỷ thần thiên nhân nghe rồi lập tức cũng tiêu định nghiệp của họ. Tụng kinh ắt có thể khiến chúng sinh minh lý, biết sai hối lỗi, vĩnh viễn dứt vô minh. Người tu hành chân chính khi tụng kinh sẽ khiến thiên nhân nghe được tăng thọ, quỷ thần sớm ra khỏi ác đạo, chuyển sinh vào cõi lành. Hễ ai không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, thì khi tụng kinh trì chú sẽ chiêu cảm vô lượng công đức. Nếu người tham sân si nặng hoặc không giữ giới mà tụng kinh trì chú thì chẳng đạt được kết quả tốt. Lúc đó tôi mới trì giới, thời gian bỏ mặn ăn chay chưa được bao lâu, cho nên chỉ tụ tập được nhiều nhân thiên quỷ thần đến nghe chú. Nếu như tôi tu hành tốt, ắt sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe kinh, thọ ích. Hơn nữa, trong lúc tụng kinh chú, tâm phải định tĩnh chuyên nhất, nếu không sẽ khó đạt kết quả tuyệt đối. Ngày 23 tháng 10 năm 1994, lần đầu tôi đi vạn Phật thành, đến chỗ Ngài tuyên quá. Sau khi quay về, lúc tôi và con gái Quả Lâm đến Phổ Đà Sơn lễ Phật, tại Phổ Tế Tự đã gặp một vị thọ thần cây chương ngàn năm. Ông nói mình nghe Ngài tuyên quá giảng tâm kinh rồi, nhưng không hiểu câu vô khổ, tập, diệt, đạo, và hướng tôi cầu xin Ngài giải thích. Chúng tôi hiếu kỳ hỏi ông: "Đại sư giảng kinh tại Mỹ, ông ở tại Phổ Đà Sơn, Đại Lục, vì sao có thể nghe bài giảng kinh được chứ?" Thọ thần nói: "Khi Ngài tuyên quá giảng kinh, khắp pháp giới đều nghe được hết. Chỉ có con người bị tài sắc danh lợi che mờ làm liên lụy mới không nghe không thấy.
còn tất cả các chúng sinh khác đều im lặng nghe thượng nhân giảng pháp, lo tự huân tu, bồi dưỡng hạt giống bồ đề. Ông kể, mình đã nghe Ngài tuyên hóa thuyết pháp từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi giải đáp những điều thắc mắc trong tâm kinh cho ông nghe. Hơn nữa, sau khi về nhà, tôi đã gọi điện trình báo sự tình này với Ngài tuyên hóa. Sau đó, tại Thánh tự ở Los Angeles, Ngài tuyên hóa đã đặc biệt vì thọ thần này tổ chức lễ quy y chính thức cho ông. Khi đó, tạp chí Tổng hội Phật giáo Pháp giới cũng có đăng bài tường thuật về việc này. Nếu pháp lữ nào đi Phổ Đà Sơn lễ Phật, không ngại thì hãy đến Phổ Tế Tự hỏi trực tiếp vị đệ tử đặc biệt kia của Ngài tuyên hóa. Cây này là đệ nhất cổ thụ, cực kỳ to lớn, nằm bên trái phía trong cổng chùa. Ngài tuyên hóa giảng: người đã đoạn sát, đạo, dâm, vọng thì thân tâm thanh tịnh. Chỉ cần họ nói một câu giảng sinh đi thì đã có thể siêu độ vong linh vào cõi thiện rồi, huống chi còn là thuyết giảng kinh pháp. Bởi vậy, tất cả đệ tử Phật đều cần phải lấy giới làm thầy, lấy đức dưỡng đạo, phúc huệ song tu mới có thể giúp chúng sinh đạt đến lợi ích cực lớn, đồng thời cũng làm lợi cho chính mình. Sám văn: đại chúng lắng nghe lời kinh. Bấy giờ Thế Tôn phóng hào quang trắng giữa đôi mày, chiếu sáng khắp hết thảy chúng sinh trong sáu đường. Khi ấy Bồ Tát Tính Tướng vì thương xót chúng sinh, liền từ tòa đứng dậy, đến trước Phật quỳ gối chắp tay thưa rằng: bạch Thế Tôn, con thấy có chúng sinh bị các ngục tốt cắt chặt bầm giả thân thể từ đầu đến chân. Khi họ chết đi thì xảo phong thổi sống lại, rồi bị chém chặt bầm giả tiếp. Họ phải thọ khổ báo như thế vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng. Là do tội gì vậy? Phật đáp: những chúng sinh ấy ở đời trước không tin Tam Bảo, không biết cúng dường, bất hiếu cha mẹ, tâm ác hừng thịnh, làm nghề hàng thịt, chuyên chém chặt bầm giả chúng sinh. Vì các lỗi ấy nên bị hành tội như vậy. Giải thích: xem trong kinh Tạp Bảo Tạng Đồng Nữ Nhân Duyên, Phật cũng dạy chúng ta, đối với cha mẹ, làm chút cúng dường được phúc vô lượng, tạo chút bất hiếu bị tội vô lượng. Do vậy, Phật dặn dò mỗi chúng ta cần phải tận tâm tận lực cung dưỡng cha mẹ. Sám văn: lại có chúng sinh thân thể sần sùi, mày râu rụng hết, toàn thân lở loét, bạn với chim muông bị người xa lánh, bà con ruồng bỏ, không ai muốn gặp. Ác báo này là bệnh phong hủi, do nhân duyên gì mà bị như vậy? Phật đáp: do đời trước người này không tin Tam Bảo, bất hiếu cha mẹ, phá tháp quỷ chùa, sang đoạt cướp của người tu, chém bắn thánh hiền, làm thương hại sư trưởng, chưa từng biết lỗi, dông ân bội nghĩa, thường hành động như súc sinh, cưỡng hiếp làm nhục người trên, không kể thân sơ, không biết hổ thẹn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải khổ báo như vậy. Giải thích: hồi thiếu niên, tôi từng gặp một người ngủ lang ngoài đường, toàn thân ghẻ lở, chảy mủ, có hình dạng giống y như trong kinh mô tả, bị người lánh xa, thân quyến ruồng bỏ. Do mọi người chán ghét nên y phải lang thang đầu đường xó chợ. Đời trước do không tin Phật, tạo nhiều ác nghiệp, phá hoại chùa tháp, sang đoạt hoặc trộm tài vật người tu, thậm chí bán bổ thánh hiền, du quan hãm hại người tôn kính, cho đến cưỡng hiếp giới nữ, hành vi phóng túng loạn luân, không xứng phẩm hạnh người, như cha hiếp con gái, con trai làm nhục mẹ, anh hiếp em trai hiếp chị, cho đến những tà hạnh bất chính diễn ra giữa sư đồ. Ngay hiện đời ắt họ sẽ bị ác bệnh trói thân, chết rồi vào địa ngục, ngày đêm vạn lần chết đi sống lại, mãn kiếp địa ngục, khi tái sinh làm người sẽ bị thân thể sần sùi, mày mi rụng hết, toàn thân lở loét, chảy đầy máu mủ.
mãn kiếp rồi thì sinh vào cõi thú. Nếu quá khứ không gieo trồng chút điều lành thì xem như rất khó thoát ra. Sám văn: lại có chúng sinh thân hình dài lớn, tai điếc, không chân, quằn quại, bò lết mà đi, chỉ ăn bùn đất mà sống, bị côn trùng rút rỉa, ngày đêm thọ khổ không gián đoạn, là do nhân duyên gì mà lại bị như thế? Phật đáp: do đời trước làm người chỉ biết có mình, không tin lời lành, bất hiếu cha mẹ, phản nghịch chống trái, hoặc làm địa chủ hay quan lớn, trấn nhậm bốn phương, hoặc làm trưởng châu đầu tỉnh, cai trị dân nhưng cậy quai ỷ thế, tham nhũng, chiếm đoạt xâm hại của dân, không hành đúng pháp, sống phi đạo đức, khiến dân nghèo khổ. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: có những người đời trước tính cố chấp, khư khư làm theo ý mình, chẳng thèm nghe lời, nghịch nhĩ trung ngôn, sống bất hiếu, cư xử ác độc, ngỗ nghịch với cha mẹ. Còn có kẻ làm quan, chuyên lợi dụng chức quyền để dơ vét của công, sang đoạt của dân, lấy của công tô bồi cho mình, dinh thân vì gia. Những người này chết rồi sẽ thành một loại giống như đại trùng, ăn đất mà sống, thân thể còn bị ký sinh trùng rút rỉa đêm ngày, khổ không gián đoạn. Nhân quả như thế là tự làm tự chịu. Loài trùng này có thân dài lớn, chuyên ăn mùn, đồ mục rửa nơi đất mà sống, hiện thời cũng có nghe nói. Vì có báo đăng tin, nơi Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, được phát hiện có một con trùng khổng lồ, rất to dài. Đoạn sám văn này cảnh tỉnh các tham quan ô lại và những người làm tổn hại nhân dân đất nước nên dứt ác hành thiện, hối lỗi đổi mới. Nếu không, cho dù họ có thể trốn thoát khỏi quốc pháp không bị trừng trị, cũng không thoát được luật báo ứng nhân quả vận hành. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Sám văn: lại có chúng sinh đuôi hai mắt, không thấy gì, đi da vào cây hoặc xa hầm hố mà chết, chết rồi lại sống lại, sống lại rồi chết, cứ bị như thế mãi. Vì nhân duyên gì mà lại bị như thế? Phật đáp: vì đời trước không tin tội phước, che ánh sáng Phật, mai bít mắt người, giam nhốt chúng sinh, lấy bao trùm đầu chúng sinh không cho thấy đường, do nhân ấy mà bị như vậy. Giải thích: có chúng sinh hai mắt bị mù, dẫn đến tông vào cây mà chết, hoặc rơi vào kinh, rạch chết, lưu chuyển trong ác đạo không dứt. Nguyên nhân do đời trước không tin nhân quả, từng ngăn trở người nghe Phật Pháp hoặc tụng kinh. Tương tự, hành vi mai mắt người là dùng lồng nhốt chim không cho bay nhảy tự do, hoặc dùng bao chụp đầu người khiến người không nhìn thấy. Đây là gieo nhân bị mù. Vừa rồi Chu cư sĩ tháng trước có gọi điện cho tôi, hỏi rằng gần chỗ bà có cư sĩ Trương đột nhiên hai mắt bị mù, nguyên nhân do đâu? Tôi nói: người này ưa ăn đầu cá, gà, mắt vật, cũng rất ưa ăn gan tạng động vật. Nếu có thể thành tâm sám hối tụng kinh thì sẽ chuyển tốt. Người ta thường lý luận ăn gì bổ đó, đây là tà thuyết điên đảo mê tín, là quan niệm cực kỳ ngu si sai lầm. Phải lo thực hành pháp sám hối diệt tội, chớ để ác bệnh vào thân rồi mới hối thì đã muộn. Không bao lâu, Chu cư sĩ gọi điện tới, kể là ông Trương kia đã có thể nhìn thấy rồi, nhưng thị lực không được 100% như xưa. Tôi bảo: bà khuyên ông nên kiên trì sám hối tụng kinh, ắt có thể hồi phục hoàn toàn.